Không tin thì thôi chứ đừng ăn nói linh tinh. Ngài lại quật chó đấy. Em biết rồi, đi cùng anh thôi chứ em có xem chó đâu. Cái thằng này vừa nói xong cái mồm. Con chào cô ạ. Cô ơi. À, quà cứ để đấy cho cô. Cô đang có chút việc. Này, cô đáng tin không vậy? Em thấy cứ sao sao ấy. Bé mồm thôi, tin chứ. Cô Linh nổi tiếng một vùng ai chả biết. Bận nhiều việc là chuyện đương nhiên. Được rồi, đi vào đây xem gì thì cô xem cho. Dạ, con muốn hỏi về chuyện làm ăn. Nhà con có kinh doanh buôn bán ăn sáng mà chẳng hiểu sao lại không có khách. À, thế bán đồ ăn sáng hả? Thế cái thằng bán đâu không hỏi mà lại để mày hỏi? Dạ, là con mở ạ. Mày góp vốn thì tao biết rồi, nhưng mà ngủ đến 10 giờ trưa lại đòi bán đồ ăn sáng. Dạ, tại đồ này con đau lưng quá, chắc do bê đồ nặng nhiều. Thôi thôi, chuyện đấy tính sau, thằng kia. Dạ, con nghe. Bây giờ là như thế này, cô thấy quán đang có vấn đề đấy. Ở trước cửa quán, chỗ có cái cây xấu ấy, có một viên đá trơn, đào lên rồi vứt nó đi. Dạ, dạ vâng, con cảm ơn cô. Viên đá thì liên quan gì đến đồ ăn, thật hay đùa vậy? Thật, cô Phán còn không tin. Ở cái miếng đất nhà mày trước đây có hai vong ác, ở thì hay ốm đau bệnh tật lắm, nên người ta yểm nhốt hai vong vào viên đá trước cửa rồi. Đến nay thì nó sắp thoát ra được, cái âm khí nó đuổi khách chứ còn gì. Ôi dồi ôi, bảo sao đồ ăn thì ngon, quán thì sạch sẽ, người đi đường thì một đống ra mà không một mống khách nào. Ui, con cảm ơn cô, con cảm ơn cô. Cảm ơn cô ạ. Cảm ơn cô ạ. Này, thằng mập mập ngồi xuống, cô bảo. Dạ dạ, chuyện gì thế cô? Hay đau lưng lắm hả? Ngồi đây. Ngồi im nha. Hãy thoát ra. Đây không phải là cha của ngươi. Đây là một người tốt. Âm dương cách biệt. Hãy buông bỏ chấp niệm mà đi đầu thai đi. Không đi phải không? Vậy ta sẽ đuổi. Xong rồi đấy. Ừ, dạ sao thế cô? Xong rồi đấy. Vong nhi chết nước, nó theo đuổi đi rồi. Ủa vậy á? Ủa tốt quá, bảo sao con đau hết người ngợm. Giá hết bao nhiêu con gửi ạ? Cái này thì tùy tâm, cũng chỉ để phụng sự các ngài. Con gửi ạ. Dạ, con gửi cô thêm để cô chăm cho các ngài ạ. Được rồi, phải thế các ngài mới thương. Về đi. Dạ, con chào cô ạ. Đấy, cô Phán thì có chuẩn. Trùng hợp thôi, chứ em vẫn không tin mấy cái mê tín lắm. Rành rành đây mà vẫn chối được, rất là ngang. Vứt đi kìa. Anh ơi, em bắt thập cẩm nhá. Vâng vâng vâng, đợi em tí. Để em bắt nhiều thì chứ. Ok em ơi. Sợi của chị đây. Ai của chị à? Ôi thì em xin lỗi nhá. Ok, của em ra đây. Em cảm ơn anh. Ăn ngon nhá. May quá. Nay là ngày đầu tiên bán hết đồ đấy. Đấy, thấy chưa? Cô Linh đã chỉ thì một phát xong ngay. May mà anh còn dậy sớm phụ em chứ không thì một mình em chắc cũng chả xuể. Mà hôm qua cô đuổi cái vong nhi đi cái, hôm nay lưng đỡ hơn hẳn. Anh, cô còn xem được cái gì nữa không? Cái gì mà cô chả biết? Công danh này, sự nghiệp này,
tình duyên này, kể cả là gọi... Mà thôi, cứ đến với cô là cô biết hết. Vâng. Dạ, con chào cô ạ. Có Chân Linh muốn gặp cậu. Chân Linh là cái mẹ gì nhỉ? Cô ơi. Cô. Tại sao? Tại sao ông lại làm vậy với tôi? Là vợ à? Mục đích chính của anh hôm nay lên đây cũng là để gặp vợ. Mày là đồ khốn! Cửa khóa rồi, anh làm cái gì đấy? Này, chỗ vàng bố mẹ cho hôm cưới em đấy đâu rồi? Anh lại đánh bạc đấy à? Nhà có cái gì anh bán hết rồi còn đâu? Đâu, đánh bạc cái gì? Anh đầu tư. Không được, đấy là của hồi môn, sau này nhà có công có việc còn dùng. Dạy, tôi đang có việc rồi, mang đi! Anh bị điên à? Anh nói thêm câu nữa là tôi gọi điện cho mẹ việc anh chơi cờ bạc đấy. Mày đừng có mà hớt léo. Vàng bố mẹ cho hai đứa chứ của mình mày à? Không phải của mình tôi, nhưng tôi là người lo cho cái gia đình này. Anh xem lại bản thân mình đi. Người không ra người, ngợm không ra ngợm. Mày nói chuyện với tao kiểu gì đấy? Thì sao? Sảnh ra cái là cờ bạc, đúng là loại đàn ông bất tài, vô dụng. Nói đúng quá, cứng họng người à? Câm mồm! Mày nói ít thôi! Truyền mê tín dị đoan và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Còn Trung đã được điều trị tại bệnh viện tâm thần dưới sự chăm sóc và giám sát của các y bác sĩ. Người xưa có câu: lưới trời lồng lộng tuy thưa nhưng khó thoát, những việc người làm trời biết.